Theo các chuyên gia, giúp nhà vườn nắm vững phương pháp quản lý dịch hại cho các loại nông sản mà phía nhập khẩu yêu cầu là yếu tố quan trọng nhất. Điều này đã được ngành nông nghiệp Sóc Trăng rất quan tâm và tổ chức thực hiện từ sớm. Cụ thể là việc xây dựng vùng trồng đạt tiêu chuẩn GAP, đảm bảo các yêu cầu quy chuẩn để được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã code. Tuy đã xuất được sang các thị trường lớn, nhưng về lâu dài cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng trái để tăng sức cạnh tranh. Trái nhỏ này á, thì nó ảnh hưởng cho tới một cái năng suất cũng như là cái sản lượng mà thu của để đảm bảo cho cái lượng xuất khẩu của bà con nông dân khi mà đã được cấp mã cốt vùng cũng như là đã đạt cái tiêu chuẩn. Vấn đề thứ hai là cũng như là cái chất lượng của trái vú sữa là cái độ ngọt, quy trình sản xuất cũng như quy trình kỹ thuật của bà con nông dân còn có những cái hạn chế nên chúng ta cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn trong thời gian tới. Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp cùng Viện Cây ăn quả miền Nam tổ chức tọa đàm với những hộ nông dân đang canh tác trái vú sữa. Mục tiêu là cung cấp thêm nhiều kiến thức giúp nhà vườn áp dụng tốt tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao phẩm chất trái, tạo sự đồng đều giữa các hộ dân, trước mắt là cho các xã viên của hợp tác xã. Trái vú sữa Sóc Trăng thì trong thời gian tới thì nó chủ yếu là tập trung vào cái vấn đề mà chúng tôi cải thiện về đường dài, là nông dân phải chuẩn bị cái đất tốt, cải thiện cái đất phải màu mỡ, và vấn đề thứ hai là vấn đề về bao bì, vậy là cái tri sức cứng. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp nhiều cái nơi đang để làm sao cái tri sức cứng là để biết cái trái vú sữa này của ai, tức là theo qua cái hệ thống tri sức cứng là định vị cái trái vú sữa này như thế nào, nó đang ở đâu, đang để cho biết của ông nông dân nào. Chứ nếu mà chúng ta không định vị, chúng ta cái trái chúng ta là coi như cả hợp tác xã này giống như một mớ nữa, chúng ta sẽ không phát hiện những ông nông dân nào chưa làm tốt để chúng ta nâng những ông nông dân đó. Cái cách mà tháo gỡ tại sao mình làm cho số sữa nó đạt để mình có một cái thương hiệu cho một cái trái sữa của tỉnh Sóc Trăng của mình để mình xuất ra các nước châu Âu để cho lợi nhuận, người nông dân ở đây có một cái lợi nhuận rất là cao.